Dạ. Bán chim bay bự không? Hả? Gốc chín bự này là bán ký được nhiêu con? 20. À, bán cho con ký gốc bự đi. Dạ bay ơi. Chào cô, khỏe ha. Dạ. Chị biết nhiều kênh đó nè. Chị đó cô, để cái này nó không có chị. Để cho chị hết ế. Để chị hàng ế quá trời. Đẹp hả anh? À. Con nhận ở đây bán cá là ngắp hết trơn rồi chú anh chị ạ. Dạ, con bên kênh tên là Khám Phá Vĩnh Long cô ơi. Ôi, yêu quá, chuẩn bị tới đi chú ơi. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng về phường Phú Hứ của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ để đi tham quan chợ Phú Hứ với em nha quý cô chú anh chị. Cũng rất là lâu rồi em mới quay lại đây quý cô chú anh chị mình đây. Thì hiện tại nơi em đang đứng ở đây nè là ngay cái ngã tư con đường phía trước này có tên là Bùi Quang Trinh quý cô chú anh chị, Bùi Quang Trinh. Còn con đường bên đây thì có tên là Lê Nhật Tảo nè quý cô chú anh chị. Ngã tư đi rất là lớn. Thì chuyến này á em về đây thăm lại chợ Phú Hứ quý cô chú anh chị. Thì không còn thấy bà con mình bán buôn trồng đúc lấn chiếm ở ngoài lòng đường nữa cô chú anh chị ơi. Bà con mình thì không biết giờ đi đâu bán ha. Thì ngay cái khu vực ngã tư này ngược phía sau lưng em á thì đổ vô dài thì em thấy bà con mình buổi sáng buôn bán với đi chợ cũng rất là đông vô trong hướng này nè. Đây cô chú, giờ em mời cô chú anh chị mình cùng đi thăm một vòng khu vực ở đây rồi hồi mình tiến lại nhà lòng chợ Phú Hứ nha cô chú. Đó dài nè. Ở đây thì buổi sáng thì có quán cà phê với bán đồ ăn sáng nè cô chú, bán phở với bún bò Huế đó. Rồi giờ ở đây bà con mình bán đồ có cái lo gao lên lớn quá trời luôn. Thì cô chú gao cũ bán rất là nhiều nè, để đóng 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 luôn. Công an tới hả? Rồi mới thấy mấy ông công an nha. Chạy ngang. Công an chạy ngang thì mấy chú tắt lo bớt cho chú anh chị. Không hết đâu đó, gặp cái chân chỗ công an đi lúc mà công an không đi được, ông quay không có chịu được đâu. Dạ. Tết chú quay gọi không? Hả? Tết chú quay này gọi không? Dạ đúng rồi. Công an như mới đi ngang phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi người ta không cho mình ra cái lo gì sao? Không cho mà hồi tới lúc ra tôi ra quá trời. Ủa? Dạ. Vậy là cũng căng lắm nghe cô chú. À, mấy anh bán gao lo cũng mấy anh công an khó lắm không cho gao, nhưng mà gao vậy thì dễ bán hơn á. Đi ngang người ta biết tôm mình bán nè, rồi biết giá cả đồ đó. Đây xe gao lâu quá trời mới quay lại chợ Phú Hứ đó, từ hồi Tết tới giờ 8 tháng trời của chú anh chị. Bên kia thì em thấy bà con mình đi chợ mua bán đông hơn kìa. Góc bên đó đó có cái nhà bự bự. Khu vực chị già đây thì đa phần bà con cô bác mình bán gao cũ của chú ơi. Tết thì em có đi vô trong đây quay chú trồng bông, mà mùa này thì không có trồng bông nữa rồi, trồng đu đủ ở bên trong. Ở
Rồi mở gọt sẵn ha. Trái cây giờ đây có để bán giá đâu luôn. Nho 50.000 đồng, bơm thì 35.000, còn nho mà xấu xíu thì 30. Trứng gà, trứng vịt đây nè cô chú. Đó, cá biển. Đây bán bọc xuống cái cua dưới kia luôn nha. Đây, sáng thì bà con cô bác mình thấy mua rau cải củ rồi nè. Bên đây rất là đông cô chú ơi. Cam sành 2 kg 15.000, rồi 10.000 một ký nữa kìa. Chôm chôm này là 20.000 ký, chôm chôm sao qua. Bán gà cũ rất là nhiều ha. Rồi có sạp thịt rồi nữa cô chú anh chị. Sạp thịt heo. Dừa hấu rồi nữa kìa. Dừa hấu 10.000 ký. Đó. Bà con mình bán giờ khu này bán thấy rất là đông nha. Nhiều bà con tiểu thương bán lắm. Chứ sạp thịt heo. Đây có mấy cái cây á cô chú. Che bóng mát cũng đỡ cho bà con mình lắm. Bà con cô bác thì bán bọc cái cua này dài dài xuống dưới đây luôn. Khu dưới này thì bán cá nè. Đó. Đây bán cá nuôi ha, cá điêu hồng rồi cá dồ, cá he, chạy oxy á. Đó. Vô tới đây thì là đường số 56 thì người ta không có bán chú anh chị. Bán gì dài bên đường số 09 nè. Cô bán rau củ bên đây cũng nhiều lắm. Quá trời mặt hàng luôn. Phía trước nhà lòng chợ Phú Hứ giờ không có còn ai bán tràn xuống dưới đường hết trơn cô chú. Bà con gom vô đây bán cái gì. Đây có mấy cô mấy chị bán cá nè. Cá tép. Rau. Bán quá trời nhiều mặt hàng luôn ha. Bông điên điển. Còn mình bán cái gì dài tới phía trước là ngưng, ít người bán lại. Quay gì anh? Dạ em quay YouTube. Quay cánh chợ Phú Hứ á. Dạ con quay chợ Phú Hứ rồi. Dạ. Ở đây đang lặt rau đông vui quá hả? À. Dạ. Rồi xíu xíu lại nghe. Để thôi là thấy à. Dạ. Dạ em bên YouTube á. Dạ. Dạ. Dạ em bên kênh là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ.
Dạ. Quay nghề với em về đài hả? Dạ lên mạng á chú, lên này, YouTube á. Giống như mấy người hàng tướng chỉ nó đi quay mấy hoàn cảnh khó khăn ba nôi gì đó. Dạ. Còn này thì con đi quay chợ. Dạ. Hình như là chiếc này em về đây em thăm đại chợ này nè, thấy người ta bán nhiều hơn trước hay vậy phải không chị? Dạ. Mà ở phía trước nhà lòng chợ thì không còn bán như xưa nữa. Nó không cho bán đâu. Dạ. Giác chiều bán đông lắm hả chị? Bốn giờ sáng hả? 4 giờ chiều. À 4 giờ chiều ha. Em qua giờ dạ. Công nhân nga đó. Dạ. À. Giác này buồn quá. Dạ. Giác này với gai bà con đi chợ à? Không có đông không? Chiều mới công nhân đó, nó đi mới đông. Chiều mới đông. Chiều tôi bắt ngồi đây, bây giờ mới vui đó. Dạ. Chiều bữa nào cũng ra đây ngồi hết trơn á không? Xe nó đợi chạy đứng đường luôn. Chiều thì công an người ta không có đuổi ha. Nó đuổi thì chạy. Dạ. Chứ hồi nãy là đi ngang là có công an đuổi rồi đó. Đuổi. Dạ, đuổi dài ở ngoài đường chính nè. Đây lạc đậu que đấy, hồi xào ha. Đây đậu que nè cô chú anh chị. Xào đậu hũ. Xào với đậu hũ. Đường chai. Ăn cho nó thanh đạm. Dạ. Quay mặt Út tôi luôn này. Thôi đừng có quay trời á. Chị Út đẹp gái đang lạc đậu que. Sáng mua ngoài chợ hả chị Út? Chị đó đó. Mua chị cái dạ. Quên nè. Đó là mình mua 1 ký nhiêu chị Út? 1 ký 40 ngàn. Dạ. Đồ que này đồ gãy mắc lắm. Đồ gãy này mắc lắm. Đồ gãy này mắc. Tại vì mưa bão đồ ha. Mưa bão rồi mắc lắm. Quay dạ. Bão. Chị làm nha mà chị đó đi lên mạng đây chị. Dạ. Đó, em chúc mấy chị nhiều sức khỏe nha. Chị đó ba bán là vui vẻ nhất cái chợ cũng thứ vậy. Dạ. Mưa quá hư gà hả cô? Như không kêu cừ đâu, có cừ đâu. Dạ. Như không kêu cừ đâu, có cừ. Cừ duyên thôi, cừ duyên cừ dáng thôi. Hư đổ nha. Dạ, mưa cái mình để nó bị vô nước hả cô? Chị. Que nè. Trời ơi, chết luôn, chiếc này lỗ vốn luôn rồi. Mọc cà đó. Dạ. Hư hết mọc cà kìa. Đồng que cũng bị hư mớ nữa, nó bị úng quá cô chú. Bóc đây đâu có gì đâu, bình thường. Chờ bóc lựa thoải mái. Em có thùng nước, em có thùng nước trong nhà nữa kìa. Dạ ở đây bà con mình bán rau củ nhiều lắm luôn cô chú ơi. Đồ gãy, đồ vườn nè. Đó. Bí gợ kìa. 15k. Bí hồ lô. Rồi rau vườn. Bên đây có chị bán sầu riêng. Chào chị. Sầu riêng 35k. Này là giống sầu riêng vậy chị? Sầu riêng núi, sầu hậu. À, sầu riêng núi. Ở ngoài Đắk Lắk rồi này nọ đem về ha. Này, cái dạ. À. Giá rẻ bình dân nha cô chú, chỉ có 35k một ký thôi. Ai có ăn thì ghé chị ở đây. Rồi, em chúc chị bán mau hết nha chị. Cảm ơn. Thì cảm ơn chị nhiều. Dạ. Ở đây thì bà con mình bán buôn ít lời cô chú, chắc em mọc ra. Nhưng mà cô chú anh chị mình đi về dài lên trên nhà lòng chợ Phú Hứ để mình đi tham quan khu vực chợ sáng trên đó nha. Đó. Hoàn cảnh dòng buổi sáng ở đây thì thấy lai gai bà con đi cô chú ơi. Nghe nói đâu buổi chiều là đông dữ lắm. Chiều đi xe kẹt cứng luôn. Bên đây có mấy cô mấy chị bán cá gì bên đây nè. Ồ, cá chê, cá lóc. Chắc cá đồng quá. Có con lươn. Đây có ốc rồi dẹm nữa nè.
Dạ. 25 ngàn. Ông quán 1 kg 25 ngàn. 1 kg ha. Nhiều bán kêu nè bởi đây. Ở phía sau mấy cô chú đây ngồi thì có cái con sông nè cô chú. Đổ ra ngoài sông lớn Cần Thơ luôn. Sông này chắc sông Phú Hứ. Đó. Ghe thuyền đồ cũng đi được ha. Nước mùa này đục quá trời đục luôn cô chú anh chị ơi. Nước này nước son, đục ngầu à. Đó. Có chiếc ghe đang đổ ra hướng này là đổ ra sông lớn rồi sông Cần Thơ đó cô chú, có cầu Cần Thơ bắc ngang. Rồi thôi mặc vô cô chú anh chị. Sáng ở đây hiệu ôi chứ chưa thấy nắng lên nữa. Tại vì hôm qua cũng có một cơn mưa rất là lớn, mà nó mưa dài nữa cô chú. Đâu gần 3 giờ mấy 4 giờ gì đó bắt đầu mưa nha. Lớn lắm. Mưa dài tới tối luôn. Sơ ri chín kìa. Chín đó ào ha. Cua bên đây thì bà con mình đi chợ thấy đông. Cô sáng giờ bán được không cô? Dạ. Bán còn một hao này là hết rồi đó ha. Cá chú ơi, cá lóc đây chú. Bán cá lóc cá gô. Cá lóc cá gô. Ồ. Bán bao nhiêu? Bán chú bán người ta được 80 ngàn thôi mà. Con bán chú hồi đó giờ 70 ngàn thôi mà. Cho à. Chú ăn mà. Lấy con to này, lấy con to này. Con bự ra con nhỏ. Dạ, cá lóc là cô chú. Thường thì cô bán là có giá 80 ngàn ký ở đây nha. Còn tại vì cô bán rẻ nhất cái chợ này luôn. Cô dạ. Bán 130, 140, cô bán 80 à. Này cá đồng hả cô? Cá này cá xịt, người ta bán rẻ. À, cá xịt, cá đồng. Cá lóc đồng 28 ngàn hả? Mặn không? Cá bự bự vậy là người ta bán 130 ký nè cô chú. Trời ơi, 130 ký không á, đợi dạ. Bị tư thế đó. Ở đây bán mà hồi hộp quá hả cô? À. Lo sợ quá à. Dạ. Hô cái là cô chạy rồi đó. Dạ. Hô cái là tóc biến mất tiêu. Cô chạy liền. Dạ. Dạ, bữa hổm là mất hết cái cân này. Lấy cái cân của cô rồi. Rồi có bị phạt gì không cô? Dạ. Dạ. Cái cân chắc cũng mắc tiền à. Trời ơi, vậy là bằng 2-3 ngày bán rồi. Dạ. Không dấn luôn. Dạ. Không dấn luôn. Bán gì chứ công an lại chạy chết bà luôn á. Vậy hả chú? Ừ, không chạy là nói á. Chú bán vậy cũng chạy nữa hả? Cô bán gì mới đầu để xe rồi mà nó kêu khách gì nè mà bệnh cũng chết luôn. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp chú không? Ừ. Mới đầu đẩy xe bán rất là nhàn. Rồi giờ đẩy xe không cho đẩy. Đẩy dạ cũng nói ông sao không đẩy xe. Mệt cũng chết dán đẩy trên sao. Dạ. Dán là sách. Chú bán giấy nè cô chú. Bán giấy thì sách nó cũng đỡ đó, chứ mà bán mấy cái gì mà sách thì chắc cái tài dở không nổi luôn à. Dạ. Dạ. Bịch vậy là nhiêu tiền chú? 5 ngàn à. 5 ngàn cuồng. Quá rẻ ha. Dạ, rồi mình làm việc nặng không đổ, mình làm nhẹ nhẹ vậy đó. Dạ. Cho nó có lao động. Đúng rồi, ừ. Có lao động chứ mình là mẻ đó. Chứ đỡ chứ màu. Dạ. À. Chứ mình, ví dụ anh ngồi ở chỗ không có lao động gì đó là màu xuống sức khỏe lắm. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ ai cũng việc kiếm tiền nó khó khăn. Giờ kiếm tiền khó khăn hơn xưa nhiều hả chú? Khó hơn nhiều. Dạ.
Chú có đi lại nhà lòng chợ Phú Hứ bán không chú? Có. Dạ, nãy giờ chú có lại đẳng chưa? Có, mà ở đẳng chạy lên đây nè. Vậy hả? Đẳng dạ. Đông dưới không chú? Có là nhắn ở đông nhắn chân. Dạ. Ở trong chợ còn nhắn. Ờ, ở trong chợ vắng hơn ngoài nữa ha. Vắng hơn ngoài nữa. Dạ. Ồ, cái lắp cho nhảy nha. Có khi nào mà nó nhảm ở công an nó đủ đuổi thì ở chổng thì nó vô chổng nó đỡ. Dạ, nếu mà đuổi ngoài đây là gom vô trong chợ. Dạ, nó đỡ. Dạ. Mà đuổi này căng quá thì gọi kịp mấy người bán bên này. Dạ. Rồi con chúc cô chú mua ăn đắt nha cô chú. Cảm ơn. Dạ. Rồi mời cô bác anh chị mình tiến dài lại khu vực nhà lòng chợ. Đó. Ngoài đây khu vực này chưa công an chưa lại dẹp chưa đợi đuổi cô chú. Bà con mình còn buôn bán được. Dạ đây ra phần bán rau cũ rồi ha. Chú đi bán dạo rồi chứ thấy được á nha. Khách giờ lại hỏi mua của chú liên tục. Đó. Chỗ này góc này bán rau lúc nào đi ngang thấy khách rất đông. Đây là đường số 55 này cô chú anh chị. Này là khu dân cư 586. Đó. Chợ Phú Hứ thì còn cái tên gọi bà con hay gọi là chợ 586 nữa cô chú. Dạ đây thì bán lương nè, bán cá rất là nhiều nè. Đa phần thì bán cá nuôi, lương nuôi rồi cô chú. Xong cái đồng thì chắc em nghĩ ở trong nhà lòng chợ Phú Hứ bán mới nhiều. Tôm thẻ lớn nửa ký 50.000 hơn trước này. Đây bán hải sản nhiều nữa nè. Tôm, mực, cua. Cua Cà Mau bao ăn 200.000 một ký. Bên đây thì sạch thịt. Đây em đi di chuyển ra lại ngã tư này cô chú. À, giờ chúng ta sẽ quẹo hướng này là đi lại đằng nhà lòng chợ Phú Hứ nha. Còn quẹo ra hướng ngược lại ngoài đây là mình đi ra ngoài quốc lộ 91B. Ra cổng chào khu dân cư 586. Buổi sáng góc này thì bà con mà uống cà phê cũng rất là đông. Trước này thì có bán trái cây rồi bông hoa các loại nè, đa dạng luôn. Quá đẹp ha. Và sáng gực à. Mùa này thấy bà con mình hay bán chôm chôm ghê luôn cô chú anh chị. Chôm chôm, xài, ỏi. Bánh mì, heo quay, ổ 2K. Đây giờ khu vực phía trước này bà con không còn bán mà tràn ra chính giữa đường như hồi xưa nữa cô chú.
À, con giờ bán ví dụ có bán thì ngồi sát sát vô trong cái lề nè. Giờ mà cô chú anh chị mình có đi sớm mà cũng không thấy cảnh mà con bán chiến giữa đường nữa. Bắp anh chị ơi, bắp nếp mềm dẻo nóng hổi lên chị ơi. Đây bán bắp nếp. Bắp anh chị ơi, bắp nếp mềm dẻo nóng hổi lên chị ơi. Bắp anh chị ơi, bắp nếp mềm dẻo nóng hổi lên chị ơi. Dạ, bán đồ ăn cho họ. Bắp anh chị ơi, bắp nếp mềm dẻo nóng hổi lên chị ơi. Này bà con bán chứ cũng hơi lo lắng lắm cô chú anh chị. Ngóng ngóng coi có ăn rồi không á. Chôm chôm 15 ngàn ký. Chôm chôm bên Vĩnh Long qua hả chị? Chôm chôm đây nè. Ở đây ha. Dạ. Chôm chôm theo qua hả ta? Chôm theo qua hả chị? Chôm chôm mình không biết chôm lâu qua. Cái này ăn ngọt hay là chua? Nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm. Vậy hả? Cần cho em ký đi. Ừ. Dạ. Chôm này nó ngon lắm, trên chôm vườn. Chôm vườn ở đây luôn ha. Rồi. Mua 20 ngàn nha anh. Ok. Ngon lắm, đừng chê, cái này ngọt ngay à. Dạ. Mưa xuống là nó ngọt hết ta? Không phải, nó giống như nó là nghịch mùa. Nghịch mùa là nó ngọt. Mùa nó không có hôm, ngay mùa nó mới có, mà này nó ra một cổ cây cái dài chục mà. Dạ. Rồi, 20 ngàn. Dạ. Đây có vài chùm mỡ ngọt ngay à. Ngọt ha. Dạ nó tự chỗ quá. Dạ. 15 ngàn rồi cô mua đi cô. Đâu, ăn thử đi là không mua. Ăn thử cháo đi cô chú. Ăn thử đi rồi ngọt rồi mua cô. Có mỡ ngọt. Tự chỗ. Cái chùm mỡ ghê. Chùm chôm ở bên Vĩnh Long rồi nó có ngon ra, nó nước không à. Nước ha. Ừ, cái này khô ha. Cái này khô. Ngọt mà nó ráo quảnh chắc lắm rồi. Này cô chú mới tách ra nè, nó khô. Có nhiều quá đó. Ừ. Có sâu nha. Cái đầu nó còn cái trái nó có lộn vô một cái trái sâu. Ừ. Có sâu của chú. Chua chua ngọt ngào. Ừ. Cơm của nó làm hậu nó gì vậy. Ừ. Rẻ. Đồ cũng nhiều lắm mà bán 100 ngàn hết trơn này. Rồi, mời cô chú đi về à, hôm qua ăn tiếp. Cho mấy chị bánh rau nè. Đó, khu vực phía trước này là mình đụng nhà lòng chậu phố Hứ cái này cô chú. Bà con thì bán buôn đông đúc hơn, mặt hàng cũng nhiều hơn đó ha. Rau củ rồi bán trứng gà, trứng vịt rồi nè. Trái cây mùa này cũng bán rất là nhiều luôn cô chú ơi. Đó, chôm chôm, mận, bơm lê lụ. Cô bán cá nữa nè. Chanh linh, cá bóng, mực. Qua wow. Đây có quán cà phê buổi sáng bà con của bác mình nè. Ở đây uống phê đông quá trời luôn. Cà phê nước mía tiết hồng nè. Rất là đông luôn. Đây có cái đường cặp bên hông nhà lòng chợ đi vô nè cô chú. Đi hẳn ra phía sau mình đi xuống chợ cá rồi này nọ đó. Wow. Thấy sáng đây cũng nhộn nhịp xe cộ bà con đi chợ quá trời luôn nè. Dạ này thì bán trái cây với bông hoa. Khu vực này là mặt trước của nhà lòng chợ Phú Hứ. Mùa này cũng có bán hoa vàng họ đó nè. Qua dạng họ cam. Rồi chúng ta quẹo vô nhà lòng chợ thôi. Nổi 15k. Bán giá. Đây bán nha. Nổi với cóc quá trời luôn. Cóc mùa này thì cóc chín đó cô chú. Sáng giờ bán được không đi cô? Dạ. Hình như vô mùa cóc hay gì bán cóc quá trời cô. Đúng rồi. Dạ. Cốc chín bự này là mình bán ký được nhiêu cô? 20. 20 ha. Dạ. Cốc nhỏ là 15, cốc bự là 20. Dạ. Mà bán cho con ký cốc bự đi. Dạ. Mà cho con gửi đây xíu ra lấy được không?
Dạ con gửi cái bịch này luôn đi. Dạ. Cái cốc chín là cốc xong. Dạ, cốc chín đi con. Rồi. Dạ. Cái này là chín là nó mình để lâu nó đâu có hư nữa không con? Không, chín là dạng liền nha. Dạng liền hả? Đúng rồi, mà để lâu thì nó bị thối á. Vậy hả? Đúng rồi. À. Chín là về ăn liền. Dạ. Ừ, 5 trái rồi vô 1 ký ha, cốc này bự quá trời luôn. Nhỏ hả chú? Một kêu bán 2 trái với 2 luôn. Ôi, dạ. Xúc ra đưa cho chị luôn đi. Xúc ra đưa hả? Rồi. Tại sáng giờ cũng thối rồi, có thối rồi nên nó không đủ. Rồi, ok, để hỏi mua gì cái có tiền này, nhỏ ra đưa ha. À rồi, ok. Rồi, cảm ơn. À, cốc giỏi. À, cốc bự thì 20, cốc nhỏ chắc 15. Hỏi này là 15. Ai có mua thì ghé chị đây. Rồi, chúc chị bán hết nha. Đồ ăn nước mía nè. Nước ngọt, nước khác. Bên này bà con mình bán dài nè cô chú. Bán cốc quá trời luôn ha. Mùi cốc chín nè cô chú anh chị ơi. Đó. Bán 3 loại. Loại nhỏ với sống thì 10.000. Người bự hơn 15. Người lớn nữa thì 20. Quẹo vô đây để đi tham quan cái gian hàng bánh nha cô chú anh chị. Dạ, hướng này nè là buổi sáng mấy cô bán bánh làm bánh dân gian nữa trong đây. Rất là hấp dẫn. À, trước này thì có đổ bánh xèo, bánh khọt nè. Bánh xèo, bánh khọt, dàn nghính luôn. Bún. Đây có cô bán khoai. Chào cô, khỏe ha. Dạ. Dạ, con vô đây được không? Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Đây cô bán khoai với chuối nấu nè. Này khoai lang mật hay gì, khoai lang gì cô? Khoai lang Nhật. Dạ. Ký mình bán nhiêu tiền cô? 40.000 ký. Dạ. Lâu lắm rồi mới gặp lại mấy cô ở đây nè cô chị. Từ Tết tới giờ. Dạ. Đây là xôi hết cô. Xôi lá cầm. Có mấy cô kia coi đại của em á. Dạ. Xuống tới đây luôn hả cô? Xuống tới đây. Dạ. Dạ. À. Còn cái này là khoai cao hả cô? Khoai cao. Ký mình bán được nhiêu tiền cô? Vậy là đồng giá hết luôn hả cô? Dạ. Đây thì dễ bán. Rồi rồi, con chúc cô bán đắt hay cô? Đây cô bên đây bán tập quá bên đây đối diện. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Này bộ mưa hay gì à? Thấy còn sình quá hả cô? Dạ, đường xá nước nhẹp à. Dạ. Mưa chứ chợ này vẫn sung phải không cô? Dạ. Và cô ở đây có bán mứt chuối gà hộp với cái gì nè. Dạ. Tự làm luôn hả cô? Dạ. Là chuối với mè với đậu phộng nè cô chú, ra hộp. Hộp gì nửa ký hay 1 ký cô? Nửa ký 65.000. Dạ, nửa ký là 65.000. Đó, cô làm nhà luôn nha. Rồi, đây, đây là tắc xí muội 60.000 hũ. Tắc này là cô sắc sợi hả cô? Dạ. Bà Năm Cần Thơ nha. 60.000 hũ bà Năm bán ở đây nè cô chú. Đó, ai có mua tắc xí muội. Dạ, 60.000. Dạ, tôi kiếm mua rẻ quá lại đó không có kỳ lắm mà. Dạ. Rồi, con chúc cô Năm bán mau hết nha cô Năm. Dạ. Ngoài ra thì cô Năm còn bán đập quá đây nữa cô chú. Quá trời luôn nè. Mấy này là mấy cái đồ rửa chén. Cái này là nước màu. Nước màu thắng sẵn nè, ra chai.
để mình kho cá, kho thịt rồi đó. Đây cô chú, quá trời đồ ăn luôn. Dạ, chào cô, khỏe ha cô. Dạ. Dạ, hồi giờ Tết con có đi quay đây lần. Dạ. Dạ. Cô đây bán đồ ăn ra hộp nè cô chú, có món mì. Cái này mì xào. Mì xào. Thịt quay nem nướng. Dạ. Bún thịt nem nướng. Ở đây trung bình á là mình bán ra hộp về có giá nhiêu hộp cô? 20 thôi đó. Dạ, cũng bình dân ha. Trung bình hiện hộp về là có giá 20 ngàn đồng của chú anh chị, bình dân cho cô chú anh chị công nhân mình ăn luôn. Ở đây bán cho công nhân. Lấy em hộp này đi. Dạ. Nãy giờ không gặp em qua. Ở đồ ăn cái đó nó ngon. Hôm nay kiếm không có gặp á cô. Không gặp luôn. Vậy là cô nghỉ hả? Có bán cái khác. Dạ. Vậy là cô bán thay đổi món hả cô? Không phải, cũng bán món nhưng mà thật mà cứ đuối cho người đó không làm. Dạ. Bán theo sức khỏe. Bán theo sức khỏe. Dạ. Cô này ăn quen nè, cô có khen món này ngon lắm. Kiếm ăn mà mấy bữa trước cô không có bán. Bán theo sức khỏe. Dạ. Nào cho người không có đi đám thiệt ở nhà thì bán. Dạ. Nào đi đám thiệt thì về cái đuối đuối cho người chứ không làm. Đuối đuối làm ít ít thôi ha, làm mấy món khác hả cô? Món khác. Dạ. Món gọn gọn. Dạ. Cô chú anh chị nào mình có ăn sáng ra hộp sẵn thì ghé cô ở đây ha. Dạ. Rồi con chúc cô bán đắt khách nha cô. Dạ, con cảm ơn cô. Đây thì bán bánh nhân gian rất là nhiều nè. Chào mấy cô. Khỏe ha. Dạ. Sáng giờ bán được không mấy cô? Bán cũng được. Con YouTube kênh nào? Dạ con kênh là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ, Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Kênh con ra bao lâu rồi? Kênh con cũng mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi. Dạ, mấy năm mà chưa được nổi tiếng không? Chưa được nổi tiếng, thành ra cô không có nghe. Dạ. Đây, ở đây mấy cô mình bán bánh nhân gian nhiều quá luôn cô chú. Đây, bánh mình làm nhà hả cô? Bánh làm nhà và bánh ba gia cũng có. Dạ. Wow, có cái bánh này bánh gì lạ quá nè. Bánh quặng. Bánh quặng hồi xưa đó. Dạ, bánh quặng. Bánh hết luôn. Bánh ít hết luôn. Bánh quặng nè cô chú. Cái này là mình bán heo cái hay là heo sao cô? Heo cái, heo chục. Dạ. Ta thường thường ta mua chục. Chục. Đây là bánh quặng. Cô có ai bán heo cái heo quặng. Đó, dân gian nhất bánh... cho con đi dài dài là dân gian nhất. Dạ. Con bánh gì đó? Cái chùa dạ, hả cô? Bánh ít chần. Ừ. Đây có cô bán bánh ít chần. Chè. Yeah. Dạ. Trời ơi quá trời bánh. Ở đây mấy cô bán cũng cộng gần 80 thứ lần đó cô chú anh chị. Nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Dạ. Khủng khiếp. Dạ, bánh lọt rồi hủ sữa nành. Nguyên dãy này là mấy cô bán bánh toàn bộ nha cô chú, với đồ ăn sáng. Ở đây thì cô có bán bánh bò, bánh chuối nè. Bánh bò này như là mình làm bằng đường hút nốt cái gì mà có màu vàng đẹp quá vậy cô? Hút nốt. Dạ. Có chầu đốc không đó con ơi? Có chầu đốc không ha? Dạ. Vậy đây mình ra bịch sẵn là có giá nhiêu bịch cô? 20. 20 con bịch. Bịch tròn 15. Dạ. Bánh ít chần thì 15. Bánh chuối 10. Bánh ít chần cô chú là để trần trụi không có gói gì lại hết. Quay đây mình lên là bánh ít chần. Bị gớt rồi. Dạ. Em qua Vĩnh Long là bị gớt rồi. Sao vậy cô? Sao bị gớt vậy cô? Mắc tử. À dạ. Tại vì mức sống này cao hơn. Dạ. Tùy theo khu vực chứ. Ở bên đây giàu hơn. Dạ. Mắc hơn. Nhà bánh bòn luôn. Bên đây là giàu hơn nhiều. Giàu hơn nhiều. Dạ. Cần Thơ phát triển quá trời luôn mà. Vĩnh Long rượt theo không kịp. Dạ. Rồi con chúc mấy cô nhiều sức khỏe, mua ai bán đắt nghe mấy cô. Cảm ơn cô. Dạ. Đây là cô Tư Hấm nè, đây là cô Sáu Hành nè, còn cô bên đây là cô Năm Diệu nè. Đó. Bà cô bán bánh ở đây rất là nhiều, cô chú nào có về chợ Phú Thứ thì ghé mấy cô ở đây. Rồi cảm ơn mấy cô. Dạ. Con chúc cô bán đắt khách nghe cô. Dạ. À,
giờ chúng ta đi dài xuống dưới khu vực ấy cô chú ơi, khu vực chợ dưới cặp máy sông nghe. Dạ kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ hồi Tết có quay lần á, đang đổ bánh hay vậy chị? Dạ. Nhiều người quá trời luôn hả chị? Dạ. À, cái này là mình chiên cái nhân trước ha, đang đổ bánh xèo được cô chú. À, bánh dân gian, bánh xèo đổ vô nghe cái xèo cái đặt bánh xèo. Rồi đổ nhiêu phút là ra được cái bánh nha chị? Dạ mấy phút là ra được cái bánh. Còn bên đây là mâm của bánh khọt, bánh khọt có nhân tôm. À, đây là bột của bánh khọt, hình như chung với bánh xèo luôn không chị? Dạ. Dạ bánh khọt với bánh xèo là chung một loại bột luôn cô chú, nhưng mà tạo cái hình thù cái bánh thì nó khác nhau thôi. Mầm vậy là nhiều cái ta? 12 cái. Đó. Ý, cái đó là thêm cái nhân khác nữa kìa. Dừa. Dừa. Với đậu xanh. Đúng rồi. Dạ. Quá hấp dẫn luôn cô chú anh chị ơi. À, mình có ăn bánh xèo bánh khọt thì ghé gian hàng của chị gái ở đây nha. Thường mình bán cái hộp nhiêu hộp vậy chị? Dạ thường là 20. Đó. À, hết mắc cỡ rồi, đợt trước còn e ngại mắc cỡ á. Chưa nói chuyện này mấy chị dạng rồi. Dạ ở đây chợ mình nhiều người quay quá giết quen luôn hết cô. Dạ dạ ba lan với sao là nhiều nhất. Dạ cái món đó là cái món ăn biết bao nhiêu năm tháng rồi đó mà bây giờ vẫn còn là truyền thống. Hôm đó mấy em mới quay lần đầu trời cái bác cỡ chết giờ quay nó quen hết cả. Mới đầu là không dám nhìn vô mấy ai quay đúng không cô? Dạ. Né né chị ra ha. Trời ơi vô là bít màn hình luôn. Dạ thấy chị cũng nhỏ chứ đâu bự đâu, bít như vậy ta. Dạ dạ rồi em chúc mấy cô mấy chị đi mua mai bán đắt nha. Đó, bánh xèo với bánh khọt cô chú chia ra rồi quá trời hấp dẫn ha. Này ăn kèm với rau sống nữa đó, rau sống thì chị để phía trong đó kìa, khách mua thì nó vô bịch cho sao. Rồi chúng ta sẽ đi xuống khu vực chợ phía sau đó. Được cá hơn. Nãy xe cộ thầy vô khu vực chợ bánh tham quan vòng rồi ra đây bớt xe cô chú. Đồ bánh cá với tép với ổi là đây. Dài phía trước này là những cái gian hàng có bán đồ ăn sáng nè, bún đồ này nọ để về mình nấu đồ ăn cũng có nữa nè. Này là quán bún riêu, hủ tiếu, cháo lòng, quán ăn đó cho chút. Đây có trứng. Trứng này đi giao hả chú? Dạ. Đây giá mấy chừng là dựa trứng hả chú? Dạ. Ở đây có chú là mình dựa trứng nè. Cô bác nào cần số lượng nhiều lại đây. Nhưng dĩ này là mình giao có giá nhiều chút. Dạ, dĩ vậy là 78.000. Ok, 6 với 5 là 30 trứng. Dịch.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều nghe chú. Chợ Phú Thứ thì em thấy nãy giờ đi dài vô cũng không có gì thay đổi lắm cô chú. Có khu vực ở phía trước nha, lòng chợ đó thì bà con không có còn bán ở tràn xuống đường nữa thôi. Trên này bán rau củ đồ này nọ nè. Đây có cái đường nhỏ nhỏ để mình đi vô sâu bên trong được nè, hoặc là có thể đi xuống dưới này. Trước này là gì, xe đậu quá trời đông luôn nè. Ở phía trước nhà lòng chợ á thì cũng có một cái bãi dưới xe phía trước đó đó cô chú. Mình có đi xe muốn gửi thì lại phía trước nha. Còn đây chắc bà con mình đi chợ lẹ cho nên là đậu xe dậy đây. Ủi dưới đây đậu gà vịt sống. Nhãn cái này có khu này bán gà vịt sống ha. Wow, có cano nữa kìa. Trai này đi cano nè, đi chợ buổi sáng nè. Ghe thuyền đi ngang cái tiếng sông này cũng như tấp nập. Bên kia thì thấy nhà cửa ít hơn. Mời cô chú bọc vô trong đây xem khu vực chợ cá ở chợ Phú Thứ. Mùa này không biết cá nhiều không. Dài dài trước này thì có bán cá biển nè, cá biển, tôm, mực. Cá lóc với cua. Chào mấy anh. Dạ, mùa này cá đồng nhiều hả anh? Nhiều, mà giờ này bán hết rồi, đi trễ quá, đi dắt cỡ 6 bây giờ mới nhiều. Dạ, 6 bây giờ là lúc đó là mình mới đem lại ha. Dạ. 5 giờ anh ra ngồi chật được rồi. 5 giờ ra ngồi chật được rồi. Cái bảng nào quay cái bảng không cho bà con người ta biết lại người ta mua ủng hộ được. Bảng này của anh phải không? À, sau lưng nào quay cho nó dễ. Dạ. Đây là cái bản của anh trai là Minh Thắng nè cô chú, chiên cá đồng ha. Tôi không muốn quay nhiều, có 6 giờ ta đi quay cá nó nhiều. Dạ, giờ đó là bà con mình mới dọn ra bán không anh? Giờ nó sang đồ cho lại. Dạ. 6 giờ là cá mới nhiều cô chú, giờ đi hơi trễ rồi, bán còn ít à. Này cá chê, lương này cũng lương đồng luôn á anh. Dạ, lương nhỏ này mình bán ký được nhiêu anh? 120 ký ha. Còn cá lóc cá chê anh? Cá lóc chê nó 60 ký. Dạ, cá chê trắng thì 60-70 ngàn ký. Cô chú, cá chê đây thì 60-70 ngàn ký nè. Ai có mua thì lại ghé ủng hộ cái chỗ của anh Minh Thắng này. Cái đó là cá rô biển hay anh? Cá rô biển. Cái rô biển mặn ra là này cô chú. Nhiều ký anh? 80 ngàn. Là mặn gòi đó ha. Dạ. Cá rô biển mặn gòi là 80 ngàn ký nha cô chú. Đây, cá rô biển. Con này nhìn nó khác cá rô phi hết ta. Dạ, nó dẹp hơn cái gì á, với lại nó nhỏ. Rồi, ai mua cá hay ghé ủng hộ anh trai ở đây giùm. Em chúc anh ngày càng đắt khách nha anh. Đây, khu này thấy mấy anh bán cá đồng cũng rất nhiều cô chú anh chị ơi. Anh kế bên cũng bán cá lóc, cá chê, rồi đầu đồng nè. Có ốc bự nữa kìa. Ốc bu. Cá chê bên này bự, không trọng. Dài trước rồi tới khu chợ rau cũ, rồi đi tới trước nữa thì đụng là chợ cá tiếp. Quá trời rau cũ các loại luôn nè.
hôm nay dễ thấy bà con mình đi xe ha, đường cũng hơi khó di chuyển xe vô nghe cô chú. Đây cái chị bán rau củ để giá cả hết trơn nè. Sáng giờ bán được không chị? Dạ. À, ở đây chị có để giá hết trơn ha. Cà này là 15.000 ký đó hả chị? Cà này cà gì vậy chị? Cà phổi, cà mỡ mình ha. Cà phổi. Cà dương nè. Cà Trung Quốc. Dạ. Trung Quốc nhập cà qua đây bán chắc giá không có rẻ gì đâu. Ở đường xa chắc không rẻ đâu nha. Dạ. B33 bán kìa. Dạ, chị có bán 33 nữa nè. Này ba làm món gì ta? Ba nấu mẻ xả tới sầu lan can muối. Dạ. Ba nè cô chú. Ai có mua nhậu thì ghé chị đây. Này, bữa nào cũng có không chị hay là lâu lâu mới có? Có hoài. Dạ. Tại vì cái này mình nuôi được nè phải không? Dạ. Ở đây hơn chị bán ký được nhiêu chị? Mỗi là 200 mà con mấy con 800 thì 250. Dạ. Con bự là loại 1 đó ha, là 200. Còn mà con nhỏ hơn là có dăm gửi thôi, ăn 800 gram con. Ba ba. Con này là nó ăn cá cũng dữ lắm nè phải không chị? Đầu tôm với can. Dạ. Đây chị bán ba ba với rau củ đây nè cô chú. Ai có mua thì ghé ủng hộ chị giùm. Dạ, em chúc chị bán đắt khách nha chị. Em cảm ơn chị nhiều nha. Đây thì có cái đường quẹo ra này trước nhà đồng chợ nữa nè. Bên đây thì bán trái cây. Chào chị. Chị bán trái cây vui vẻ, xinh đẹp. Hello, hello. Ở đây chị bán trái cây em thấy cũng để giá cả hẳn hoi hết trơn cô chú. Táo tàu 30.000 ký. Để vậy cho người ta dễ mua phải không chị? Dạ. Nhưng mà hồn á nha, để giá vậy là giá trái cây mình phải rẻ đó. Dạ. Chứ mà ví dụ mà giờ giá cao quá là ít ai mà, ít ai để đó lắm. Để ngoài trái cây ta ít giá luôn. Dạ. Tại cái này giá cũng sổ để bán cho hết rồi mai lấy đồ mới ha mình. Dạ. Chứ nho đó là 120. Nho này thường là 120 hả chị? Đúng rồi, còn mẫu đơn thì đúng giá luôn. Dạ, mẫu đơn thì đúng giá luôn. Có 80.000 ký rồi cô chú. Nho này giờ rẻ, lúc trước mắc dữ lắm luôn. Dạ. Năm nay nó được mùa nhưng mà không được giá. Năm nay nho được mùa nhưng mà không được giá. Riêng mẫu đơn thôi nha, còn mấy khác không biết. Dạ. Còn mấy kia thì chưa biết. Dạ. Hàng chi năm nay nho mẫu đơn có giá thị trường rất là rẻ luôn. Còn cái loại trái nhỏ hơn là 70. Mất cỡ. Cái này là lụ tứ xiên nha. Cái hình đẹp mà. Trời. Lũ màn hình nữa. Dạ. Không có người bán rồi, người ta đâu có biết ai bán đâu đúng không cô? Dạ, thấy chưa? Ai cũng đồng tình là quay trái cây quay ngừ hết trơn kìa. Thôi em nói là lên lũ màn hình. Dạ. Lũ màn hình là cô bác chịu gắn chịu nha. Đây có lũ tứ xiên. Dạ. Mùa này như là mùa nước nổi cá nhiều lắm phải không chị? Dạ. Cá lạ lạ ha. Dạ. Ê, em cảm ơn chị nhiều nghe chị. Đây mời cô chú qua bên đây. Dạ. Dạ. Đây chị có bán gà với vịt luôn. Dạ. Chị đi có gì đâu. Ở chợ 586 này bây giờ người ta bán ở ngoài ngoài đông lắm, trong chị này mấy chị ngồi chơi gì không nè. Dạ. Đúng rồi. Mà đúng như hồi xưa bán tắt rồi. Mà giờ cũng đỡ là không còn bán ở phía trước này nữa hả cô? Tại bán ngoài nhiều lắm em ơi. Dạ, bán ngay cái ngã tư quẹo quá ha. Cho nên mấy chị bán trong đây ế lắm. Dạ. Em mua gì tiếp chị? Nghiệp mấy cô trong chợ không? Giờ ở trong đây là ngồi
đợi khách. Bây giờ là không còn đắt như hồi trước nữa. Dạ. Sao giờ ta tràn ra đường hết trơn, ngộ quá ha. Dạ, bán ngoại ta bán nhiều lắm em. Dạ. Bán ngoại chắc không có đóng tiền hay sao quá. Không biết cái đó mình không biết nha, nhưng mà có cái là giờ ta bán ngoại nhiều lắm. Con này bự nhất rồi. Dạ. Đây là cá điều hồng với cá hú, cá hai em ơi, chín sáu vậy đó. Lao với cá cha gì rồi cô chú. Đó thì cá luôn. Cá ba sa, cá cha, dạ. Cá lóc. Vậy hả chị? Dạ. Có luôn hả cô? Có luôn. Đây cô đây bán cá đang tuyển chồng luôn nghe mấy chú ơi. Đi nè, mày làm thiệt đó liền. Ai có muốn bán cá với cô thì về chợ Phú Hứ này nha. Thôi lên hình luôn. Sẵn kết nối yêu thương luôn nha. Dạ. Mà biết làm cá mới được nha. Biết làm cá mới được. Dạ, em nói vậy đó, ai chịu cực chịu khó biết làm cá mới được nha. Đó, cô nói là mấy chú nào chịu cực chịu khó về đây biết làm cá mới được. Nếu còn vô mà đứng ở không ăn là không được. Vô đứng chừng là không được hết cô. Được, bị đuổi hết trơn nè. Dạ, phải vô là bằng cá phụ cô. Biết làm cá mới được. Còn nếu mà đứng mà sừng sừng là bị đuổi hết trơn hả? Dạ. Đứng chừng chừng là cô đuổi hết á. Đuổi hết. Kiếm về phụ mà chứ đâu có kiếm về làm cảnh. Đâu, đâu có nuôi ta. Nó dạ. Nuôi mình nuôi được nuôi được thôi. Dạ. Này bây giờ chỉ cửa không vậy? Chỉ tiêu của cô rất đơn giản thôi mấy chú ơi. Là biết về làm cá thôi à. Ừ, chứ không như... chị không nuôi đó nha. Dạ. Không cần là đẹp trai gì chứ ha. Trời khỏi cần đẹp trai, trời ơi đẹp trai khi mình bắt lo dữ vậy. Dạ. Khỏi cần đẹp trai. Dạ. Dạ em bên kênh YouTube tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ. Dạ khám phá. Phá đám. Phá đám là khám phá đó. Dạ khám phá chứ không phải phá đám đâu nha. Dạ. Mời tôi kiếm liên nè. Đây chị bên đây biết tên luôn rồi nghe cô chú. Phan Kim Liên. Dạ. Phan Kim Liên luôn hả? Dạ. Xuyên Tâm Liên đi cho nó đẹp. Trời Xuyên Tâm Liên luôn hả? Vậy là từ trước ra làm sao luôn rồi đó. Vui. Dạ. Mấy cô bán trong đây mới nói chuyện được nhiều nè cô chú. Chứ bán ngoài đường thấy ít nói chuyện ghê luôn á. Dạ. Dạ. Ở ngoài khó nói chuyện ghê á. Ở đây mấy cô nói chuyện thoải mái luôn. Dạ. Đây cô bán dịch kế bên. Dịch bữa nay bán được nhiêu ký vậy cô? Nhiêu ký hả? Nhiêu ký vậy chị? 90 ngàn là mần rồi đó ha. Đúng rồi, chưng mần sạch luôn rồi đó. Dạ. Còn gà mình bán ký được nhiêu chị? Dạ, gà vườn thì ký 120. Đây cô chú anh chị nào có ở gần khu vực chợ Phú Hứ muốn mua gà vịt bằng gòi á thì ghé chị ở đây phía sau chợ, cô ủng hộ chị. Rồi em chúc chị bán đắt khách nghe chị. Dạ, chị là ngồi cặp ở phía sau mấy xong nha cô chú. Dạ, chợ này bữa nay gom gã nhộn nhịp luôn. À, bên này có chuột cống nhum nữa kìa, quá bự con chuột. Rồi hello sáng à gì? Dạ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Dạ đi chợ với mẹ ha, hai mẹ con đi chợ ha. Dạ kênh con cũng lâu rồi mà chưa có nổi tiếng không thôi cho nên nhiều người chưa biết. Anh kênh tên là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long đúng không? Ừ. Ok, okay. Quay em không? Rồi, chào cái đây, chào đây mốt mấy bạn lên follow ủng hộ anh nha. Cảm ơn em. Wow, bên đây bán cá bự bự là lạ không cô chú ơi. Này có không cá chấm cỏ gì bự quá bự luôn nè. Con này cá chấm cỏ không cơ? Dạ, bộ nó bự kìa. Con này chắc cũng 3 kg hả cô? Dạ. Cá đó thường mình bán ký được nhiêu tiền cô? Dạ. Đây là con cá chấm cỏ rồi cô chú anh chị. Ở đây cô bán 1 kg thì có giá là 120. Thấy nó bự hơn con cá cha luôn kìa thấy không?
Nè, cái gang tay em để vô rồi cô chú. Không xi nhê gì hết. Hello. Biết cá nữa hả? Giỏi quá vậy ta. Mấy tuổi rồi cô? 21 tháng. Vậy là gần 2 tuổi hả ta? Rồi biết nói chuyện hay quá à. Giỏi. Đây cô có cá heo nữa kìa. Cá heo với cá chạch. Đây cá heo nè cô chú. Đó, nó mạnh ghê luôn nha. Hình như cá heo này vô mùa phải không cô? Dạ. Hổm dài á cô chú anh chị em đi chợ nào thì thấy bà con mình cũng có bán cá heo hết trơn nè. Cá heo này thường mình bán ký được nhiêu cô? Dạ. Ở đây thì cô bán cá heo có giá 450 nè cô chú. À cô mua lại cô. Còn cá chạch này là mình bán được nhiêu cô? Dạ. Cá chạch thì 350. Cá heo thì 450. Cô bán ở đây. Cô chú anh chị nào có ăn cá ghét cơm nha. Chú quay cá ra đó hả? Chú quay rồi. Giỏi quá ta. Cái cá này. Cá linh lương. Chạy ra bắt lương mẹ ơi. Đây lương đồng nè. Đây lương đồng. Trắng. Cho bác cho cô đi. Nè. Đó. Rồi mua ba con thôi. Có hai người ăn nè. Lương đồng. Đây là cá là kiến. Bác cho con nữa đi. Bắt thêm con nữa. Tại nói ít cá bắt thêm con. Bữa nay nói cô ơi. Bữa nay lương rẻ hả cô? Dạ, rẻ hôm nay rẻ. Có lương của nguyên con nào rẻ. Nói cho vui thiệt á. Mấy trăm gram. Bữa nay nới hơn rồi. Bữa nay nới ha. Cá kèo. Cá kèo cơ bán đây có 20.000 trăm gram nè. Là 200.000 ký phải không cô? Đây cá kèo là cô chú chị. Cá bự bự không? Con cá này tính ra con thấy nó nhát người quá hết cô. Lại gần cái là nó nhảy vô sói rồi cô chú. Cá này là cá nước ngọt. Đây, cô chú nào có ăn cá kèo thì ghé cô nghe. Tại chợ Phú Hứ đây. Ngoài ra cô còn bán cá hát lát nạo nữa kìa. Rồi nạo ra cái thịt trắng tươi ha. Đây mình nạo ra rồi mình bán ký được nhiêu đây cô? Ký 250 hả cưng ơi? Dạ, ký là 250. Cái đồng luôn bao ăn luôn. Dạ. Còn cá nuôi là cái đuôi nó có mấy chấm phải không cô? Cái đuôi nó có chấm. Dạ. Này là cá thiên nhiên, cá đồng. Dạ. Ký có 250 thôi cô chú. Ai có mua ăn thì ghé cô ở đây. Ngày nạo có chừng mấy chục ký đó không cô? Ờ hồi nãy nạo một mấy ký lắm rồi. Vậy hả cô? Người ta đặt đi Hà Nội nước ngoài đó, bữa thì có chục ký không lên. Dạ. Vậy là cô có giao đi ra ngoài Hà Nội nước ngoài rồi nữa hả cô? Ta dạ như người ta trong nước ngoài ta đi về á. Dạ. Mang gì bệnh. À. Mang gì bệnh ta đặt. Dạ. Đó, cô bác anh chị nào có nước ngoài về muốn ăn cá hát lát thì lại đây gặp cô ha. Ở chợ Phú Hứ. Rồi, con chúc cô ngày càng đắt khách nghe cô. Cảm ơn cô. Wow, và trước này bà con mình đi cũng đông quá nè. Đường nhỏ nhỏ. Đông đúc khách. Wow. Qua tất cả khách này mình mới di chuyển được nha. Ở đây thì có cá linh. Cá linh thì giờ mùa này là nó bự bự rồi cô chú, hơn đầu đũa cho nên nè. Thì cá linh bằng rồi nè. Đây có cá cơm nữa nè. Mùa này giờ ở chợ Phú Hứ mình bán cá rồi nhiều quá tay luôn cô chú ơi. Mùa nước nổi ha.
mùa nước nổi 2024. Này cá phèn bự bự không ha? Không đó, ít tốt lắm á. Cá này mình cạo với xong được hả cô? Dạ không phải, em là khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long ta đó lại Cần Thơ nha. Vậy ha. Chị là biết nhiều kênh đó ta. Chị đó cô, để cái này nó xong mới chị tâm xong kìa, 200 ngàn trăm hàng rồi. Wow, cá sông không à. Tôm càng chạy oxy nè cô chú anh chị. Tôm bự bự cá đã. Nửa ký 80 ngàn cái lên. 300 gram 50 ngàn. Ở đây thì cô bán là chiên đặc sản nước nổi luôn nha cô chú ơi. Có bông súng nè, bông điên điển rồi me non nè. Dạ. Tới mùa cá linh rồi hết cô. Cô cái này là tôm sông hay là tôm nuôi? Tôm sông là tôm sông cao. Dạ. Này mình bán ký được nhiêu cô? Tôm bự thì 300 mấy nè. Dạ. Tôm bự thì 300 mấy ký. Con này cái càng quá to nè cô chú anh chị. Rồi nó càng hết hồn càng luôn nè. Nó dài mà nó bự. Cô chú nào có muốn mua tôm cá linh thì ghé cô ở đây. Hai cái 15, ba cái 20. Cá quá trời luôn. Thấy ham không? Tôi cảm ơn cô nhiều nha cô. Bên đây cũng có cá khủng khủng nữa kìa. Wow. Cá leo, cá hú, rồi có con cá bông lau hay bự quá. Bông lau đó 4 ký rưỡi. Bông lau này 4 ký rưỡi con này hả cô? Wow, nó trời to luôn. Đây cô chú, cái găng tay của em là muốn bằng cái mình của nó nè, cái chiều rộng của mình nè. Quá khủng luôn. Cái bông lau này mình bán ký được nhiêu cô? Dạ. Cái bông lau là ký 220 cô chú. Cái mình nó trắng tư rồi ha. Dạ, cá leo thì 150 một ký. Mì Vinh thì 120. Cá ép thì 150. Cá ép nè, cá ép thì cô bán đây 150 một ký nha cô chú. Cá leo này cũng hiếm có lắm nè, phải không cô? Ít lắm mà cậu, cá leo thì cá sông, cá leo cá ép sông. Dạ, cá leo này là cá sông. Đây cô chú. Cá leo đó. Thường ở gần Campuchia cá này mới nhiều nè cô chú. Mà cô ở Phú Thứ cũng có cá leo nữa nè. Đó, thì đã không? Đó, cô chú anh chị nào mình có muốn mua cá leo ha, hay là cá bông lau, cá mè dinh, cá ép, rồi một số loại cá khác nữa thì ghé cô ở đây. Này mình có mỗi ngày luôn phải không cô? Có mỗi ngày. Dạ. Cô Hiền. Cô Hiền. Dạ. Đây cô Hiền ở chợ Phú Thứ nha. Có cá bông lau với cá leo rồi cái này cái kia cái nọ của chú. Mỗi ngày. Mùa này đi về chợ Phú Thứ gặp cá lạ lạ không à. Con chúc cô ngày càng có khách nha cô. Cảm ơn, bye bye. Dạ cảm ơn cô nhiều. Quá trời cá luôn. Đây cá gô, cá sặc nhỏ nhỏ, cá đồng nè cô chú. Đây cá đồng nhiều quá luôn nè. Cá lóc, cá chê. Quá thứ rồi. Đây cua đồng. Cua đồng nè cô chú. Cái mụn đèn hôi à. Quá trời cá luôn á. Đây cá đồng nữa nè.
chê lư. Tột tươi. Thịt tột này thì cô bán 140 ký. Dạ. Tột thì ghét cô ha, ngoài bán cá cô còn mắc thịt tột. Trước này có ớt. Ớt lươn cái bóng này. Đó chờ cá mùa này rồi. Có bà ba nhỏ nữa kìa. À, có muốn mua gì nuôi gì mua. Chị này mấy cô bác mình bán rau củ nè. Đây, rau muống đồng cô chú. Rau dền. Mùa mưa xuống. Dạ, cô đây bán rau đồng không hả cô? Cô bán rau đồng á. Dạ. Đây có bông điện điển ngon quá nè. Này mình bán ký được nhiêu đây cô? 60.000 á cô. Dạ, 60.000 một ký. Còn rau muống đồng này mình bán bó được nhiêu tiền cơ? Bó 5.000 hả cô? Dạ, rau muống này rẻ quá trời ha. Tính gà gà thiên nhiên nó rất là rẻ nha cô chú. À, vậy là non nhốt luôn, 5.000 bó à. Ai có ăn rau đồng ghé cô ha. Dạ. Rồi con cảm ơn cô, chúc cô buôn bán đắt khách nha cô. Rồi con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Ôi, chợ cá chuyến này bán quá trời nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Đây qua khu vực phía trước này tới tiếp tục là mình đụng khu chợ cá ở chợ Phú Hứng đó nè. Em chết mà quay bên ngoài luôn á cô. Dạ. Ê cá không hả chị? Mùa này chắc bà con tiểu thương mình cá nhiều quá phải không chị? Đây, chị bán cá bóng nè, với cá dảnh nè. Thấy không? Phải không? Dạ. Cá đi chị ơi. Ai có ăn cá ghé ủng hộ chị để cho chị hết ế. Để chị ăn ế quá trời. Em chúc chị bán mau hết nha chị. Dạ. Dạ chạy oxy. Cái chảnh cái mè chinh. Cá cào. Cá này thường á bà con của bác mình đi nạo làm chả cá đó cô chú. Dạ, bên bên YouTube đó cô. Dạ. Tép. 225.000. Tép 225.000. 100g 12.500. Dạ. 110g là 12.500. Tại vì người ta nói 15.000 mà mình mua 200 thôi. Dạ. Người ta bán 25.000. Dạ. Người ta mua giùm ta 200. Dạ. Đồ này đồ vườn nhà các bạn. Dạ. Wow, có cá cóc nữa kìa, cá cóc ngợp. Cá cóc ngợp đây nạo làm chả. Cá này làm chả dai lắm con ơi, cá xong mà. Dạ. Cá này nó dai ngang ngửa với cá thác lát đó phải không cô? Nó không bằng thác lát mà nó dai. Dạ. Là dai. Chị 300.000. 37.000 lấy xong. Còn cảm ơn mấy cô nhiều nha. Bên này có chị gái bán ốc nè. Ốc lễ ra sẵn. Này là ốc bù rồi ốc đắng hến rồi nữa. Kênh gì vậy anh? Dạ em bên kênh là Khám Phá Vĩnh Long á chị. Dạ. Ốc này mình lễ ra sẵn mình bán được nhiêu tiền 100g chị? 115.000 anh. Dạ. Ốc đắng em là... luộc lễ xẻ luôn. Xẻ luôn. Dạ. Về là gửi sơ qua rồi. Dạ. Còn này là hến hả chị? Hến. Này cua xay. Cua xay. Cua đồng mình xay. Cua đồng xay ra mình bán được nhiêu ký chị? Dạ 1 ký 120. Dạ. Ký giờ 120. Đây cua đồng xay rồi nè cô chú. Mình bán 1 ký 120 ở đây. Ai có mua thì ghé ủng hộ chị gái xinh đẹp ở đây nha. Em chúc chị bán mau hết nha chị. Dạ cảm ơn chị nhiều. Phía sau này thì có cái bến nè.
ghe vỏ rồi nè cô chú bà con mình đi ở bên sông rồi á, qua đây đậu nè. Đây có anh trai đem cái gì lên đây, một giọt luôn, một sọt luôn. Tép hả anh? Tép bạc sông. Này là mình ở bên Cồn Qua hay sao anh? Đi ở bên Cồn Qua. Dạ. Này là chắc bà con bên Cồn đi dõi tiện. Rồi có cái ghe ở cặp phía sau chợ đó cô chú. Người ta làm nhà dưới sông luôn đó. Trong nước miền Tây. Ồ, cá quá trời luôn. Cá rùa rồi nữa nè. Nãy bán được 5 ngàn rồi, chưa bán chậu này kìa. Con đang cố gắng bò ra kìa. Bò không nổi rồi, cái hao cao quá. Cá mè hôi, cá lăn rét, từ bên đây bán quá trời luôn. Công nhận ở đây bán cá lạ nhóc hết trơn rồi chú anh chị ạ. Có cá mè hôi nữa hả chị? Đây cá mè hôi nè, phải không? Đây là cá mè hôi nè cô chú. Cá lăn sữa. Cá lăn sữa. Đây là cá lăn sữa nè cô chú. Cá leo cũng nè. Đủ rồi cá luôn, đã không? Không có cá cóc hả chị? Có mè dinh. Rồi có cá chim bự nữa nè. Ủa chợ này bán cá lạ lạ nhiều ghê luôn cô chú. Dạ em cảm ơn chị, cô đây kêu lại quay thịt ế quá trời nè. Dạ bơ dơ trong đây luôn hả cô? Dạ hồi trước là ở trong đây bán đông lắm hả cô? Dạ làm gì giờ ra đường hết trơn ngộ á. Dạ đây cô bán thịt heo đây nghe cô chú. À, ba gọi lúc nãy bán ký được nhiêu cô? 120 à. Dạ, ba gọi thì 120 ký. Sườn non á cô. Dạ, sườn non thì cô bán 150. Ba gọi thì 120. Cô chú nào có mua thịt heo ăn thì nhớ vô trong nhà lòng chợ nha. Có chị Dung nha. Dạ, cô là chị Dung đây. Dạ. Ăn dạ. Dạ rồi, con chúc cô ngày càng đắt khách nha cô. Cảm ơn cô nha. Dạ cảm ơn cô nhiều. Cô Dung đó bán thịt heo chợ, kiếm người yêu đó hả chị? Xếp đồ sẵn hết trơn rồi. Xếp đồ sẵn luôn, giao mát có luôn. Trời ơi giao mát có luôn nha. Giao mát có luôn anh về mà ăn nữa chứ. Dạ đúng cho rồi. Dạ cho người ta nuôi được. Dạ. Vỏ bự luôn. Đó cô là có vỏ tiền sẵn rồi. Vỏ nha mấy chú. Ai chịu về đây. Từ 55 tới 60 tuổi trở lại. Dạ. Thôi phải lớn rồi, 60 trở lên. 60 trở lên. Thôi. Trẻ quá nhiều mà nuôi chết. À. Trẻ về mình ăn nuôi đó ha. Dạ. Cá nó của Hậu. Dạ, cá của chị Hậu bên đây. Cá của chị Hậu. Chị Hậu bán cá nè. À. Wow, cá bông lau cái gì bự quá nè. Vì Hậu bên đây bán con cá này, cá bông lau hả chị? Cá bông lau nè cô chú, rồi cá chim, biển, đầu cá bóp. Dạ. Có cá đuối nữa. Cá đuối thì chị Hậu xẻ miếng nè. Này mình bán ký được nhiêu chị? Dạ. Cá đuối thì chị Hậu bán 180 ký. Còn này là cá ngừ hả gì nè? Cá ngừ bò. Dạ. Là con nó bự phải không chị? Cái này là vừa mỗi khi nó chạy, người bò là có khi bự hơn nữa cô chú. Này mình bán ký được nhiêu chị? 60-65 ngàn. Dạ 60-65 ngàn ký cá người bò ở đây.
đó. Cô chú nào có ăn cá thì ghé ủng hộ chị Hậu ở đây nha. Chị Hậu xinh đẹp nè. Rồi em cảm ơn chị, chúc chị bán mau hết nha chị. Dạ. Nguyên dãy này dài dài xuống thì bà con mình bán rau củ cô chú anh chị ơi. Dạ, con bên kênh tên là Khám Phá Vĩnh Long cô ơi. Dạ. Cô ở đây thì bán rau hả cô? Rửa rau đằng chiều bán cháo lòng. À. Rửa rau cô buổi chiều có bán cháo lòng. À. Bán ở đây hay là chỗ nào cô? Ở dưới trên đường số 8. Dạ. Vậy là mặt bằng nhà mình ngoài đó ha. Ờ, bán ngoài lề đường. Dạ. Đây là rau má để bán cháo lòng. Cháo lòng. Rồi. À có ăn cháo lòng buổi chiều thì ghé mặt bằng quán đường số 8. Cô Hằng. Quán cô Hằng. Dạ. Hàng ú. Dạ. Một tô chỉ 20 ngàn thôi, mày đầy đủ. Dạ. Có dồi đầy đủ. Một tô 20 ngàn, có dồi rồi nữa cô chú. Cô Hàng này chia sẻ đó. Dạ. Cô khách lại mua hỏi đầu cá bóp này. Rồi mời cô chú lại đây. Dạ, Khám Phá Vĩnh Long cô ơi. Dạ. Rau củ thì phía trên đây. Muốn cá thì đi xuống dưới cặp mấy sông. Thường ở đây chợ cá bà con mình bán là lúc nào cũng cặp ở dưới mấy sông hết trơn á cô chú. Những ngôi chợ miền Tây. Rau củ đây tươi gói à, không chảo à ha. Rồi mời cô chú ra đây tham quan tiếp tục. Rồi dài những cái loại cá nha. Đây, có cá chép rồi nữa kìa. Rồi, nhiều cá quá. Cá chép rồi cô chú. Cá bóng mần rồi. Nhỏ nhỏ nữa. Lòng rồng. Lòng rồng. Dạ. Đây cô bán cá cha cái gì nè. Cá cha sông hả cô? Cá cha sông. Cá tiếp mới lòng rồng ơi. Cá tiếp mới lòng rồng. Lòng rồng mình bán ký nhiêu cô? Ký 250 mà em đã để cho em 200 luôn. Dạ vậy cần cho con ký đi. Dạ con không có tiền nhiều. Dạ. Đây. Có nhiều đâu. Có nước không à? Nước không à? Mình ký quá. Chắc thử nhiêu không vậy? Ồ, cô còn trong kia nữa ha. Em đủ ký 2 thôi, ký 2 là còn ký. Đủ chưa? Chị. Dạ, miếng nữa. Đó, đủ chưa? Dạ. Đủ chưa? Dạ đủ rồi. Đây. Này em xuống hả cô chú. Này thấy chợ Hữu Viên với các chị nha. Mua các chị hả các chị ơi. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Này Hữu Viên với các chị, mua các chị hả về sông về nước nha. À, nguyện công đức này cũng con hồi hướng cho củ quyền thất tổ nội ngoại hai bên. À, hồi hướng cho chúng sanh cả an lạc. Đi
và ngoài đó là hướng cho cha con luôn. Nam Mô Di Đà Phật. Dạ ơi em hết tiền rồi. Dạ. Hết tiền rồi chị ơi, thông cảm đi chị ơi. Dạ. Dạ không em. Dạ. Biết nào mới lại. Dạ. Thôi chị bán cho khách đi em. Không có tiền nhiều. Dạ. Tiếng máy đó. Dạ. Thôi lấy 80 ngàn thôi lấy vô. Dạ thôi em không mua nữa đâu, em mua cá nhỏ thôi à. Cá gô nhỏ xíu không? Dạ. Thôi thông cảm giùm em đi, em hết tiền rồi nha. Dạ. Rồi đi lên cô chú ơi, tạm biệt mấy chú cá nha. Đây chị ơi. Dạ. Dạ em hết tiền rồi mấy chị ơi, thông cảm giùm nha. Dạ. Có tiền à. Cá bóng 50 ngàn một ký kìa. Ồ đây có cá nhác nữa. Dạ. Cô bán cá rồi dài dài tới dưới này luôn cô chú anh chị ơi. Cá lươn đồ quá trời luôn nha. Tôm nè, lươn nè. Đây cá bóng con nhỏ. Ở đây có giỏ bán nữa nè. Bán cái giỏ để mình xách đi chợ đựng đồ rồi nè. Rồi ở đây có cô chú này bán cá mà hết luôn rồi nè. Bữa nay chợ đất hả cô? Nay bán cũng đất chú. Dạ. Cô Hường bán cá gì cô? Bán đủ thứ chứ, bán cá đồng không rồi chú. Dạ. Chợ mình đây bán cá đồng nhiều quá ha. Chợ mình bán cá đồng nhiều chú ơi. Dạ. Hình như là mùa này mới nhiều nè phải không cô? Mùa này nhiều, mùa này cá đồng nhiều hơn mùa khô. Dạ. Nước nổi cá đồng nhiều hơn mùa khô. Hả? Mùa nước nổi gì cá đồng nhiều hơn mùa khô. Cá nhiều hơn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Chúc cô ngày nào cũng bán đất hết trơn nha. Dạ cảm ơn em. Dạ. Bên đây là khu chợ bán gà vịt. Gà vịt còn sống với có mần sẵn nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi ra cô chú ơi. Tiến ra phía trước chợ nha. Bên hồng này thì thấy bà con đi chợ đây gai à. Không đồng bằng mé bên kia. Ở đây thì có bán cái bánh canh bột sắt nữa kìa. Rồi nước dừa khô. Trước này dài dài thì là những cái dựa gạo của bà con. Ở đây dựa gạo người ta có để bán giá hết trơn hay cô chú. Đó. Gạo, lúa, thức ăn rồi luôn. Đầy đủ hết. Chào chị. Đây là khu vực dài dài ra phía trước nha, làm chợ rồi nè. Cặp thanh hồng bên đây thì bà con mình bán trái cây rồi dài dài ra. Xoài. Chuối, trước này bán chuối với chanh. Ngoài nữa thì bán dừa. Dừa nạo. Quá trời mấy cái dừa dừa bà con mình bán như vậy ở đây luôn nè cô chú. Hai ba dừa gì luôn. Ôi bên đây nữa.
Cô này tập trung xương xương là cỡ 4-5 dừa bán dừa. Quẹo đây là có bãi dưới xe ở phía trước chợ nè. Cô chú nào mình muốn giữ xe thì lại đây. Chuyến này về hôm nay chợ Phú Thứ thì không có thấy bà con mình bán quần áo đồ gì dài ở phía trước đường này đi hẳn lên nữa cô chú ơi. Đó. Trong lỏng rồi. Bà con mình bán ở phía trước này cũng không có còn luôn. Tám tháng trước là đi bà con mình bán đông vui lắm. Giờ thì đa phần chợ Phú Hứ gom lại bán ở cái ngã tư kia quẹo dưới cua cái khu vực Nhà Lòng rồi thôi. Còn như trước nữa, bữa nay trời nó cứ ui à. Chân bị sao mà con thấy ông đi sạch sạch da không? Bị khớp phải không? Dạ. Ngày bán trung bình được nhiêu tờ không? 60 tờ còn gấp. Trời ơi. Ngày bán có 60 tờ à? Dạ. Rồi mình lỡ không nổi luôn hả ông? Dạ. Ông năm nay mấy mươi rồi? 74. Dạ. Ở nhà ông có nuôi ai không ông? Đó, đi có vợ chồng ra đi hết trơn rồi. Dạ. Về ông đó, sống mình hả? Dạ. Trong phòng trọ. Ở phòng trọ. Dạ. Ông ơi, ở đây thì có cái tấm lòng của chú Kim Tư Tư Tâm để tặng cho ông phần lì xì 200 để ông mua gạo ăn nha ông. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ. Cảm ơn người nào đó. Dạ, chú Tư Tâm gửi tặng cho ông đó. Dạ. Thì chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Đây cô chú, ông bị khớp đi khó khăn, đi nhiều đi không nổi. Chừng không có được hẳn không? Đây là phía trước Nhà Lòng ngay chính diện chợ Phú Hứ luôn nè cô chú. Nhìn vô là thấy cái bảng chợ Phú Hứ rất là lớn ở trong. Đó. Ở đây thì bán hãm dặm chân. Đó. Rồi có khu này bán bưởi nè. Bưởi trái cây rồi bà con mình để giá niêm yết sẵn cũng rất là nhiều. Ổi 15.000 ký ổi lê. Còn bán gạo. Giờ mấy cô bán đồ ăn rồi đó. Bữa nào rửa son, rửa nồi rồi đó. Thầu riêng nữa kìa. Giờ thầu riêng là coi như là em thấy thị trường thầu riêng của chú anh chị quanh năm luôn, quanh năm đều có luôn. Hết thầu riêng miền Tây thì bà con mình nhập liền thầu riêng ở miền Tây Nguyên rồi đó, ngoài về bán. Còn không thì bên Cam đồ qua. Dài khu này giờ chở lên trên thì bán trái cây rất là nhiều nha cô chú. Đu đủ rồi đó nè. Quá trời trái cây luôn. Ở đây trưng bày cũng khá đẹp mắt ha. Em thấy trưng thành tầng lên. Từ thấp lên cao. Trước này có bán hoa huệ bó nè, hoa huệ đỏ.
bòn bon, rồi mãng cầu. Hai cây 15.000, cao 9 người. Có hồng giòn. Quá trời, mùa này trái cây cũng quá trời nhiều thật chứ. Trước này là hồng trứng. Đó, hồng trứng là phía sau cái mầm hồng tròn rồi cô chú. Đầy đủ quá. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì sáng giờ đi tham quan vòng cũng như là muốn giáp chợ Phú Hứ rồi đó cô chú. Chắc đến đây em xin tạm gác máy để đi lấy xe. Cô chú anh chị mình đợi em ít phút nha. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em mới vừa lấy xe xong, di chuyển lại cái ngã tư rồi sáng bắt đầu quay clip cho cô chú anh chị xem nè. Thì bây giờ em thấy cái đám mây đang chuyển được cái trận này, chắc là mưa dữ lắm luôn á nghe cô chú anh chị, khủng khiếp thiệt chứ. Đó. Thì ở đây em tình cờ nhìn qua bên đường thì em thấy cũng có một cô hay một bà gì không biết cô chú, đi đứng rất là khó khăn, đi bán vé số bên đây nè. Để em qua em hỏi thăm rồi em gửi tặng quà của chú Thương Tâm cho cô hay cho bà nghe cô chú. Đó. Cô này đi đứng khó khăn lắm luôn cô chú anh chị. Đó. Cô như đi bán vé số cũng còn ít nè. Cô ơi, sáng giờ bán được không cô? Dạ, ngày mình bán được nhiêu tờ cô? Dạ. Cô nói chuyện rất là khó khăn luôn cô chú anh chị. Cô ơi, ở đây có cái phần quà của chú Tư Tâm á, gửi tặng cho cô 400 để phần nào tiếp cô trong cuộc sống nha cô. Dạ. Dạ. Rồi. Ê bà ơi kìa cô. Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Được không, để con xuống xe ăn lụm cho. Dạ. 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 Không có chi. Rồi, cô đi bán tiếp đi để hồi mưa tới bán không hết à. Dạ. Đây, thấy cô thấy Hương ghê luôn cô chú ơi. Đi rất là khó khăn. Ráng cũng cố gắng vươn lên trong cuộc sống ha. Tự mình mưu sinh, không phải nhờ giả sức lực của người khác. Quá trời quá đất chuyển mưa rồi cô chú anh chị. Chắc em kiếm chỗ nào em núp mưa rồi em tổng kết số tiền của chú Tư Tâm. Sáng giờ em sử dụng còn giữ lại ở đây cho chú Tư Tâm nắm mình nghỉ nghe cô chú. Quá trời quá đất rồi, bà con cô bác bây giờ thì em thấy lo đậy mũ đậy bạc rồi lại cô chú. Nhất là những cái mặt hàng mà dễ bị ảnh hưởng của nước mưa cô chú. Trái cây nè. Quá trời quá đất. Chợ mình giờ đậy bạc dài dài hết trơn ha. Mưa giờ này lớn dữ lắm luôn nè. Quá trời, cái đám mây đen bắt đầu rơi hạt rồi đó nha. Em thấy bắt đầu mưa rồi nhiễu hạt rồi đó cô chú anh chị. Bà con mình đó giờ đang tất bật đậy mấy cái miếng mũ lại. Trái cây rồi đó cô chú. Thì nãy em mới ngang qua đó là chưa có đậy còn bày ghế không. Giờ đi lại cái là đậy bít bùng hết trơn rồi nè. Đó cô chú ơi. Quá khứ trận địa này rồi. Thôi kiếm chỗ nào em núp cái cô chú anh chị ơi. Lẹ lẹ đấy ơi. Mắc cái cơn mưa này là không biết khi nào mới tạnh nổi đâu. Quá trời chuyển luôn mà. Cô chú anh chị mình đợi em xíu nha. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì em cũng mới vừa tổng kết xong số tiền của chú Tư Tâm. Thì cũng xin thông báo lên trời chú nếu có xem được clip này cùng nắm với mình. Rồi mình nghỉ nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi chú Tư Tâm ơi, thì trong video clip ngày hôm nay con có sử dụng số tiền của chú là 600.000 đồng để gửi tặng tới một số bà con mà con thấy bán vé số đi đứng hơi khó khăn ở chợ Phú Hứ này chú Tư Tâm. Thì ở những clip trước á con còn giữ số tiền của chú ở đây á là 8.114.000
trừ cho 600 ngàn ở trong clip ngày hôm nay con sử dụng thì con còn giữ lại số tiền của chú ở đây là 7.514.000 chú ơi. Thì số tiền còn lại này con xin phép được thực hiện ở những video clip tiếp theo nghe chú. Một lần nữa con cũng xin kính chúc chú cũng như là gia đình chú luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn nghe chú. Dạ rồi, thì em cũng vừa tập nhật xong số tiền của chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em còn giữ đây cô bác chị mình ơi. Thì đến đây em cũng xin kết thúc video clip mình tại đây nha. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Xin kính chúc toàn thể quý cô bác anh chị mình cũng luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha cô chú. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.